Thưa quý vị, hiện tượng cột điện bị chập cháy luôn là mối nguy hiểm lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là khi vào mùa mưa bão. Như chúng ta đã biết, từng có không ít vụ việc người dân bị giật điện dẫn đến tử vong hay là điện chập gây ra các vụ cháy lớn. Liên quan đến vấn đề này, chuyên mục đường dây nóng của chương trình có nhận được phản ánh của người dân về tình trạng bị giật điện khi đứng gần trụ điện ngụ tại số 449 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhân Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, khiến người dân vô cùng lo lắng. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận thực tế sau đây. Theo thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng chương trình, vào 18 giờ hơn tối ngày 20 tháng 9, sau khi mua đồ tại cửa hàng tiện lợi số 449 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhân Phú An, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, trong lúc dắt xe ra về, đã vô tình chạm vào trụ biển báo thì bị điện giật mạnh liên hồi. Hôm kia mình đi chỗ cửa hàng được hay á, mình mua đồ tiêu dùng, mình tới góc đường thì vô tình mình chạm vô cái cây sắt ngay cái trụ điện đó đó. Cây sắt đó là người ta gắn biển báo, nhưng mà mình đụng nó giật mạnh lắm. Theo ghi nhận của phóng viên, trụ điện này hiện được nhân viên cửa hàng dùng bìa cát tông bao bọc xung quanh để phòng tránh tạm thời. Thế nhưng dù đã được bao bọc lại nhưng tình trạng nhiễm điện và điện giật thường xuyên xảy ra. Chính nhân viên và khách hàng tại đây cũng bị tình trạng trên, nhất là trong mùa mưa hiện nay. Cái cục điện thì nó ưa bị mát. Rồi bữa hổm tôi có làm gớp cái cọc dây xích để cho khách hàng xích xe. Gớp vô góc cục điện mà tôi bóc ra thì cục điện nó giật tôi. Cũng theo thông tin người dân cung cấp, tình trạng nhiễm điện tại trụ điện trên đã xảy ra trong thời gian dài, dù đã báo lên cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa xử lý triệt để. Theo thống kê của Ban An toàn EVN-SBC, trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 tại 21 tỉnh thành phố phía Nam xảy ra 53 vụ tai nạn về điện, làm 14 người chết và 54 người bị thương. Những nguy hiểm hậu quả sự cố tai nạn về điện cần có các giải pháp phòng tránh và rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng địa phương của ngành điện.